chọn cái vật liệu nào lát sân cho nó bền vững mà lại xe cộ đi lên không vấn đề gì ngày hôm nay hùng muốn chia sẻ với các bạn là chọn cái đá tự nhiên lát sân mà xe cộ không vấn đề gì bây giờ dẫn chứng rất là chi tiết đây thì hùng đang đứng trên một cái sân với diện tích là một cái sân này thì trên nền xây dựng là bốn bốn trăm mét vuông và đá này là đá tự nhiên lát sân bốn mươi màu xanh đen để các bạn lát toàn bộ sân ở đây và các bạn hình dung phía trước ấy, phía đằng góc kia là một cái gara ô tô và ô tô này là bộ bảy chỗ thì các bạn liệu nghĩ rằng đấy thì um, lát như, như trước đây các bạn mà nghĩ là đột đổ bê tông hay là lát gạch là liệu nó có bền vững hay không thì quan điểm về cá nhân hùng ấy, thì uh, với thời gian trước đây là như thế còn bây giờ thì uh, cái đá tự nhiên này cũng tạo ra một cái cảm giác gì uh, rất là đẹp và và chịu tải trọng rất lớn <laughs> xe cộ đi lên không vấn đề gì đây bằng chứng là đây là cái cổng hùng chia sẻ đây là cái cổng cổng vào đấy, cổng vào của ngôi biệt thự và xe cộ đi phía đằng này đi theo chiều này lên thì với quan điểm của cá nhân hùng quan sát bằng mắt thường thì các bạn nhìn thấy nhá là ngôi biệt thự này xây dựng được 2 năm rồi mà đi lên xe cộ đi lên không sao cả đấy đi đường đi lên này đấy đường đi lấy lại lên không vấn đề gì nhá đấy đó đấy thì đấy để chia sẻ các bạn là làm sao à, với những cái phong cách với những cái điều như thế này ấy, thì các bạn là lựa tự tin lựa chọn cái đá tự nhiên đá sân này thay vì những loại vật liệu khác làm sao cho nó đẹp và đương nhiên cái đá tự nhiên đất sân này thì có nhiều kiểu cách và kích cỡ khác nhau cho bạn cho ngôi nhà của mình và đương nhiên là uh, cho mà hùng sẽ chia sẻ thêm một cái đoạn đằng sau này bên cạnh đây là những cái đá những cái sân vườn được gia uh, chủ đã sử dụng một là sân vườn uh, một cái khu vực sân vườn rất là vừa phải kết hợp với chỗ ngồi uống nước ngoài rất là thoáng ngoài trời và lầu bát giác và cái cột này nhé các bạn hình dung nhé. cột này cũng bằng gì cột này cũng bằng đá tự nhiên luôn này cột này bằng đá đá này là đá gốc Uh, onyx đấy các bạn nhìn xem rất là đẹp đúng không? cái lầu bên trên kia được sử dụng bằng gì uh, kết hợp với gỗ và ngồi chỗ này thì có thể là 8 cho đến 10 người có thể ngồi được thậm chí là hai mâm ngồi uống nước ngoài trời và phía đằng hông này thì được uh, gia chủ làm có những cái chỗ này là chỗ có thể đi lại rất là dễ và có một bước lên đây có một cái bậc đấy các bạn hình dung nhé cái bậc đây thì kể cả cái đá này này cái đá mà được ốp vào đây này. cũng lên cũng là toàn toàn màu màu đen này này tạo nên cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà ở đây ok thì chia sẻ các bạn là một cái video ngắn như vậy để các bạn biết rằng đá tự nhiên là không sợ về cái việc gì chịu tải trọng lớn kể cả xe tải trọng lớn lên cũng không sợ nhé các bạn nhé bây giờ thì uh, xin chào hẹn các bạn video tiếp theo